Cách cầu nguyện Thượng Đế tốt nhất. Dân Khi vị sứ giả Quán Âm ở đây, cô ta dạy chúng tôi những điều rất hay. Cô ta nói chúng ta phải cống hiến cho sư phụ trong mọi việc làm, dù tốt hay xấu, và không bị lệ thuộc vào kết quả của công việc, như vậy sẽ không bị chướng ngại. Tôi nghĩ tôi hiểu một chút những gì cô ấy nói, nhưng tôi muốn hiểu thêm. Sư phụ, không phải quý vị cống hiến tất cả những việc làm tốt và xấu cho sư phụ. Quý vị chỉ nên làm việc tốt mà thôi. Nhưng nếu không chắc chắn những việc đó có thật sự tốt như quý vị nghĩ hay không, thì nói, sư phụ ơi, con cố gắng hết sức để hiểu. Con nghĩ việc đó là tốt, nhưng nếu nó xấu, xin tha thứ cho con. Chặn nó lại, hoặc giúp con hiểu là nó xấu. Như vậy thì không sao. Hay quý vị viết thư, hoặc hỏi trong khi thiền, tới khi nào nhận được câu trả lời chắc chắn. Nếu cần gấp mà không làm được vậy, không nhận được câu trả lời, bên trong vì quý vị có quá nhiều hoặc không thể đợi trả lời sao, thì cầu. Nếu nó xấu, xin tha lỗi cho con không cố ý làm chuyện xấu, nhưng sự hiểu biết của con là như vậy, con tưởng nó tốt, con làm hết sức mình. Vậy đó, có thể ý cô ấy là như vậy. Nhiều khi ngôn ngữ không thể diễn tả được hết. Có thể còn một ý nghĩa nữa là bất cứ những gì chúng ta làm, dù việc đó đối với chúng ta không dễ chịu hoặc là ghê gớm, chúng ta phải làm với chủ ý tốt và nhân danh sư phụ mà làm. Dù việc đó có kết quả hay không, chúng ta vẫn cống hiến việc đó cho sư phụ và vui lòng. Vậy thôi. Có thể là như vậy, hiểu rõ chưa? Nhưng đừng cố ý làm những điều xấu rồi nói rằng tôi làm cho sư phụ. Dấn Tôi cứ thắc mắc giữa hai điều, theo ý Thượng Đế hay là muốn Thượng Đế biết. Xin Thượng Đế, nhưng lại cảm thấy rằng xin như vậy có thể làm giới hạn những gì vĩ đại hơn mà Thượng Đế đang có. Như vậy tôi nên làm sao? Sư phụ, quý vị hỏi câu hỏi này rất thông minh. Nếu cần phải xin, cứ việc xin. Thượng Đế biết cho bao nhiêu, Ngài sẽ không cho trong giới hạn của quý vị, mà trong giới hạn của Ngài, nếu là Thượng Đế. Lo gì? Cứ hỏi khi nào cần hỏi. Khi đứa trẻ còn quá nhỏ, nó không thể giả bộ làm người lớn không muốn sữa. Nếu quý vị cần sữa, cứ xin. Sau này lớn lên, quý vị sẽ bỏ. Đừng lo. Thượng Đế biết quý vị thật sự muốn gì. Dấn, chúng ta có thể hướng vào trong và xin Thượng Đế được không? Sư phụ, ồ, được chứ. Quý vị có thể xin và nói rằng, Thượng Đế ơi, có lẽ con không nên xin Ngài điều này, nhưng con vẫn cứ xin, cho con được yên lòng. Ngài cho hay không cho là tùy ý của Ngài. Ngài biết con cần điều gì, con xin, nhưng Ngài không cần phải cho những gì không tốt cho con. Lời cầu nguyện để củng cố lương tâm, đạo đức. Quyền lực tạo ra vậy, tôi đã nói rồi, mới nói trước khi chúng ta lên đây. Quyền lực thay đổi con người, tiền bạc thay đổi con người, địa vị thay đổi con người. Chúng làm con người thay đổi ngay cả trước khi họ biết tới, đó chính là vấn đề. Có thể trước đây người đó chưa bao giờ muốn nhận hối lộ, chưa hề mơ tưởng đến chuyện đó. Nhưng khi người đó được bổ nhiệm lên địa vị cao hơn, thì có người tới muốn xử lý công việc mau lẹ, nên hối lộ người đó. Lần đầu người đó từ chối, lần thứ hai từ chối, lần thứ ba cũng từ chối, lần thứ tư, thứ năm thì có lẽ lúc đó người đó yếu lòng. Hoặc gia đình người đó đang cần điều gì đó cấp bách, có chuyện gì đó xảy ra, rồi người đó nhận. Người đó nghĩ không ai thấy, và lần thứ hai lại xảy ra nữa, và lần thứ ba nó trở thành thói quen. Hoặc như vài trường hợp tại một số quốc gia khác mà tôi không muốn nhắc tới. Tôi không muốn xúc phạm người nào hoặc quốc gia nào. Tôi chỉ nói quý vị nghe, bởi vì đó là sự thật. Như ở một quốc gia nọ, họ không thể hối lộ người đó, nên họ hối lộ con trai người đó. Quý vị biết điều đó phải không? Hoặc hối lộ con gái người đó, vợ người đó, hoặc bất cứ ai trong gia đình, nhẹ dạ. Rồi từ từ nó xảy ra, và rồi người ở trong địa vị cao hơn phải hứng chịu mọi trách nhiệm. Điều đó tự nhiên thôi.
Làm cha thì phải nhận lỗi cho con cái, đúng không? Không ai tin rằng mình không phải là người cho phép việc nhận hối lộ này. Không ai tin rằng mình không hề cho phép con trai làm điều này, nhưng điều đó có xảy ra. Con trai, con gái không phải lúc nào cũng nghe lời mình. Họ còn trẻ, họ ganh tị với bạn bè khác có đồng hồ lớn, xe sang trọng. Còn mình là cha, một người có quyền lực như thế trong chính phủ mà lại không thể cung cấp gì cho con cái và còn nói ngược lại. Họ cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy bị bỏ bê, cảm thấy bực dọc. Cho nên có lẽ một lần họ nhận gì đó. Có lẽ họ túm được người con trai, dẫn anh đi chơi với gái đẹp và nếm rượu ngon. Rồi anh uống và vui vẻ, rồi quên đi. Người con trai nhẹ dạ, dễ bị hại. Cha lại không có mặt ở gần bên. Thế là người con sa ngã. Và rồi người cha xong đời, hoặc người mẹ cũng xong đời. Cho nên thật ra chúng ta nên tha thứ cho con người. Họ yếu đuối. Ai cũng có một số yếu điểm và rất khó mà kháng cự trước cám dỗ. Bên Công giáo họ nói một lời cầu nguyện mỗi ngày. Xin cha chớ để chúng con sa trước cám dỗ. Xin cho chúng con tha thứ kẻ có nợ đối với chúng con. Xin cha tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Đại khái vậy. Lúc nào họ cũng cầu vậy. Có lẽ quý vị cũng nên dùng lời cầu nguyện đó, bao gồm nó trong sự tu hành mỗi ngày. Một câu cầu nguyện không hại gì. Nó sẽ luôn luôn giúp mình mạnh mẽ hơn. Ít ra quý vị cầu nguyện và rồi quý vị biết chính mình. Bởi vì khi cầu nguyện, quý vị nói chuyện với chính mình, cho nên quý vị tự nhắc nhở mình phải làm người tốt. Bí quyết cầu nguyện thành công. Thiên sứ có thật, các vị thần và nữ thần có thật. Quý vị càng trong sạch thì càng có được nhiều sự bảo hộ từ thiên thần. Nếu quý vị không sát hại bất cứ sinh vật nào, không trộm cắp, không dùng các chất độc hại, không nói dối và quý vị trung thành với người phối ngẫu hoặc bạn trai, bạn gái, thì quý vị có năm thiên thần cho mỗi giới luật. Năm thiên thần luôn ở xung quanh giúp đỡ, bảo hộ quý vị. Quý vị biết vì sao đôi khi người ta nói tôi cầu nguyện nhưng Thượng Đế không lắng nghe? Thượng Đế có lắng nghe, thiên thần có lắng nghe, nhưng chúng ta đẩy họ ra xa bằng từ trường nặng nề của mình. Và chúng ta không thể nghe rõ do từ trường nặng nề của mình, như từ trường sát hại loài vật. Cho dù chúng ta không giết, nhưng chúng ta ăn, đó là sát hại gián tiếp. Và trước khi loài vật chết, họ đau đớn, than khóc. Nên khi tiếp nhận từ trường này, chúng ta nên xây những bức tường xung quanh mình. Chúng ta tự trói lấy mình. Đồng thanh tương ứng. Chúng ta nên giống như thiên thần để nhận được sự hợp tác của họ. Cho nên khi chúng ta thuần chay, thanh tịnh hóa bản thân, tập hít thở, thì chúng ta thăng hoa chính mình, ít nhất là đến đẳng cấp của thiên thần, và khi chúng ta cầu nguyện sẽ được đáp ứng. Đó là vì sao người ta nói phép màu xảy ra. Phép màu có xảy ra khi chúng ta vô cùng thành tâm và cầu nguyện hết sức chân thành, chúng ta đánh thức tự tính cao cả hay thượng đế bên trong. Và khi chúng ta thanh tịnh hóa bản thân, chúng ta cũng gần với vị thượng đế bên trong hơn. Rồi phép màu xảy ra. Cân nhắc trước khi cầu xin. Chúng ta có thể cầu xin những điều hợp lý và thật sự cần thiết. Đừng cứ luôn cầu những điều nhỏ nhặt. Sư phụ làm việc này cho con, làm việc nọ giùm con. Như vậy thì thật sự rất tệ. Tình huống xảy ra là để quý vị được kiên cường hơn về tâm linh, tinh thần, tình cảm, tâm lý, sinh lý, tất cả các mặt. Cho nên đừng luôn trốn chạy rắc rối nếu hoàn cảnh không quá nguy hiểm. Dĩ nhiên nếu nguy hiểm, tôi khuyên quý vị nên bỏ chạy. Đừng đứng đó chờ, sư phụ sẽ đến đưa mình đi. Nếu gặp nguy hiểm, chính tôi cũng sẽ bỏ chạy. Quý vị có bổn phận bảo vệ cho mình. Quý vị có bổn phận bảo vệ đền thờ này mà quý vị sẽ dùng để tu hành cho tới ngày trả xong nghiệp quả trên thế giới này. Đó là bổn phận của quý vị. Cho nên quý vị phải nhớ mặc quần áo đủ ấm hoặc dễ chịu. Ở nhà nếu quý vị lớn tuổi hãy nằm trên giường êm. Đừng ngồi trên sàn nhà như ở đây, và rồi bị đau lưng này kia. Ôi sư phụ ơi, con bị đau. Rồi tôi làm gì đây? Đến xoa bóp cho quý vị ạ. Nếu quý vị có vấn đề, hãy đi gặp bác sĩ. Nếu sau một thời gian bệnh tình không khỏi, đó có nghĩa là vấn đề có thể nghiêm trọng. Hãy đi gặp bác sĩ.
Nếu chạy chữa nhiều bác sĩ vẫn không khỏi, vậy có nghĩa là quý vị phải chịu đựng nó để có thể tẩy rửa nghiệp quả. Tôi cũng làm giống vậy. Tôi đi gặp bác sĩ, và nếu bác sĩ không chữa khỏi, thì thôi, tôi chấp nhận. Rồi theo thời gian, bệnh tình cũng khỏi. Đừng mãi cầu xin mọi thứ. Chúa ơi, từng nốt mụn nhỏ trên mặt của quý vị, có thể nốt mụn đó sẽ đẹp khi mọc ở đây, làm mặt quý vị có duyên hơn so với trước đây, quá đơn điệu. Đừng cầu xin những điều nhỏ nhặt, chẳng hạn như con gái bỏ đi, và con trai không thuận thảo với quý vị. Tôi không thể ép họ ở lại với quý vị khi nhân quả của hai người đã chấm dứt. Tôi đã nói, kỳ bế quan này đừng hỏi tôi những vấn đề thế tục nữa. Chữa bệnh cho quý vị, chữa mụn cho quý vị, bất cứ gì, đừng làm vậy. Ý ta nói bên trong cũng vậy. Tôi không ý nói đừng cầu xin bên ngoài, nhưng bên trong cứ cầu xin những thứ vô nghĩa này. Mọi thứ đều là phù du giả tạm, quý vị biết mà. Nếu con gái quý vị bỏ đi thì cũng tốt. Quý vị có thêm thời giờ tu hành. Cô ấy đã trưởng thành. Quý vị không thể ngăn cản, kiểm soát cô ấy mãi. Người nhà không phải tù nhân. Chúng ta gắng hết sức dạy dỗ con cái, bảo đảm họ được an toàn và có những gì họ cần. Nhưng nếu con cái quyết định không muốn dạy nữa thì cũng được. Hoặc nếu muốn, quý vị có thể báo cảnh sát tìm con giùm. Đừng cứ luôn cầu minh sư làm mọi việc. Cầu gì được nấy, nhưng quý vị phải cân nhắc trước khi cầu xin. Hãy suy nghĩ về điều quý vị muốn. Khi quý vị đến thọ tâm ấn, tôi có hứa chữa bệnh cho quý vị không? Có hay không? Tôi có hứa chồng quý vị sẽ thương quý vị mãi mãi không? Có hay không? Tôi có hứa vợ quý vị sẽ không ly dị quý vị không? Có hay không? Tôi có hứa con cái quý vị sẽ ở với quý vị mãi mãi, dũng cảm, ngoan hiền, hiếu thảo không? Có không? Tôi hứa gì với quý vị? Giải thoát và về nhà, phải, chỉ vậy thôi. Tôi hứa giúp quý vị nhận biết chân ngã, nhận biết đại ngã của mình, nhận biết Thượng Đế. Tôi chỉ hứa có vậy thôi. Từng bước một quý vị có nhận biết điều đó chưa? Dạ rồi. Tốt. Vậy thì tôi giữ lời hứa. Cầu nguyện hay không cầu nguyện? Vâng, thưa sư phụ, hôm qua con nghe sư phụ nói, thí dụ nếu muốn tiến bộ trong vấn đề tu hành, ngoài việc tinh tấn của mình còn phải cầu nguyện Phật Bồ Tát gia trì. Con cứ nghĩ rằng nếu mình tu hành thì Phật Bồ Tát biết sẽ tự động gia trì cho mình. Con không biết được cái lợi ích của việc cầu nguyện. Con chưa có chân thành cầu nguyện, con thiếu điều đó. Sư phụ giải thích cho con. Sư phụ, không phải thiếu. Mỗi người có cái tu khác nhau. Anh nói như vậy cũng phải. Như vậy cũng tốt. Khỏi cần cầu mà Phật trời biết. Nhưng có nhiều người họ phải cầu. Vâng. Nếu có sự lợi ích, con sẽ làm khi con biết rõ ràng. Sư phụ, lợi ích cho anh đó thôi. Còn anh không muốn cầu, anh nghĩ Phật trời biết thì đúng rồi. Anh đó mà không cầu là không được, mà anh cầu cũng không được. Vâng, nếu mà không tin tưởng, thiếu sự chân thành phải không sư phụ? Sư phụ, không phải vậy. Cái đẳng cấp của anh nó khác, cái cơ cấu tinh thần của anh nó khác. Nhưng mà nhiều khi nếu anh muốn và cảm thấy anh phải cầu, thì lúc đó anh cầu. Chứ không phải lúc nào cũng cầu hoài, mấy ổng nhức đầu thấy mò. Không phải đâu. Tại vì nhiều người phải cầu. Cầu để cho họ tự biết họ thành tâm như vậy đó. Nhiều người cầu nguyện họ khóc lóc. Lúc đó họ không cầu không được, họ phải cầu. Còn những người kia, họ không thấy sự cần thiết đó, như anh không thấy sự cần thiết đó. Nhưng có đôi lúc nhiều khi khẩn cấp trong trường hợp nào đó, tự nhiên anh cảm thấy cần thiết thì anh cứ làm, cứ cầu nguyện. Chứ không phải lúc nào cũng phải cầu, hoặc không phải lúc nào cũng phải cầu như vậy mới được. Lâu lâu mình cũng cảm thấy muốn cầu. Nhiều khi mình tin tưởng rằng trời Phật hiểu được tâm mình khỏi cần cầu, thì cái đó cũng là một sự cầu nguyện. Ngài biết con muốn gì mà, thì cũng vậy. Khi chúng ta cầu nguyện, tốt nhất là đừng bao giờ tái sinh vào thế giới này. Đó là những gì tôi khuyên quý vị. Thế nên về nhà càng nhanh càng tốt.
Hãy rời bỏ nhà tù này và đừng bao giờ trở lại. Nếu quý vị ngoan, tôi chắc chắn quý vị sẽ không trở lại. Cũng là sự lựa chọn của quý vị, nhưng minh sư cũng sẽ giúp quý vị. Cho nên đôi khi quý vị cầu xin điều gì đó nó không xảy ra, không có nghĩa là minh sư không có tài, chỉ là quý vị cầu xin những điều không tốt cho quý vị, hoặc có thể nó sẽ xảy ra vào thời điểm khác, một thời gian dài sau đó. Nhiều thể nghiệm của tôi rất lâu, nhiều năm trước không xuất hiện ngay, nhưng bây giờ thì có, thí dụ vậy. Bởi vì thời gian trong sự liên tục của vũ trụ cũng khác với thời gian của chúng ta. Thật khó tính toán bằng thời biểu của thiên đàng. Tôi nhớ có một chuyện cười. Một người hỏi Thượng Đế, thưa cha, có phải 1 triệu năm đối với Ngài chỉ là 1 giây thôi? Thượng Đế nói, đúng, thật vậy. Và thưa, có phải 1 triệu đô la đối với Ngài chỉ là 1 đô la thôi? Ngài nói, đúng vậy. Thế là người đàn ông xin 1 đô la. Và Thượng Đế nói, chờ 1 giây nhé, quý vị nhớ không? Giống như vậy. Cho nên đôi khi thể nghiệm không thành hiện thực ngay lập tức, hay chuyện gì đó quý vị cầu không thành hiện thực ngay lập tức. Nó cần phải hội đủ các điều kiện của vũ trụ này, của vũ trụ bóng này và của thế giới vật chất. Nhớ chuyện tôi vừa thoáng thấy trên truyền hình Vô Thượng Sư. Chuyện tôi kể về 2 cha mẹ cầu nguyện có con. Và rồi họ hạ sinh 1 cậu con trai. Và rồi chẳng may họ tung cậu bé lên. Và rồi cậu bé rơi xuống sông. Và gia đình khác ở hạ nguồn dòng sông bắt được cậu bé khi mổ bụng 1 con cá. Mọi thứ được an bài như vậy, bởi vì có thể gia đình này, gia đình sau cũng cầu nguyện để có con trai, nhưng bà mẹ không thể thụ thai, hoặc có thể già cả rồi. Hoặc họ không có đủ đức để sinh con trai, cho nên họ phải có chung con trai với gia đình khác. Nhiều việc được an bài một cách quyền diệu như vậy, mà chúng ta không phải lúc nào cũng có thể hiểu được. Trích đoạn từ các bài giảng của Master Thanh Hải Vô Thượng Sư trong các bản